cách chèn những mong bóng chữ hay thông tin cá nhân để giữ bản quyền cho những bức ảnh của bạn. Lưu ý, trước khi xem video, các bạn có thể ấn vào biểu tượng mở rộng màn hình nếu như các bạn không nhìn thấy hết màn hình hướng dẫn nhé. Và trong kênh của mình thì mình đã sắp xếp tất cả những nội dung cùng chủ đề vào một danh sách phát. Nên các bạn có thể vào trong kênh của mình này, vào một danh sách phát này, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào cái danh sách nào mà các bạn muốn xem. Ví dụ như là về edit CapCut, hay là về thiết kế ảnh trên Canva, cũng như là những mục khác nhé. Và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước hết các bạn hãy vào app Canva cho mình, ai chưa có thì tải về nhé. Rồi các bạn sẽ nhìn dưới chân màn hình này, có dấu cộng màu tím nhé, các bạn hãy ấn vào cho mình. Sau đó các bạn sẽ nhìn dưới chân màn hình, nó có những hình ảnh đang có trong bộ sưu tập của bạn. Các bạn hãy đẩy từ phải qua trái để tìm cái ảnh đó. Ví dụ đây là cái ảnh sản phẩm hay là một bức tranh của mình đã vẽ. Mình sẽ chạm vào, đấy, mình đẩy và mình tìm cái ảnh mình muốn rồi mình dùng trong thiết kế mới, ấn dùng trong thiết kế mới. Mình muốn chèn tên hay cái gì đó của mình lên đây để giữ bản quyền là của mình, để người khác biết là của mình. Rất là nhiều bạn bán hàng hay là làm cái ảnh các bạn chụp hàng của mình ấy, các bạn muốn là cái hàng của các bạn nó có tên của các bạn đúng không, chứ không muốn người khác lấy trộm của mình đúng không, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ làm như thế nào, các bạn cho vào dự án mới của các của Canva như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào phần thành phần cho mình. Và phần thành phần dưới chân màn hình, các bạn gõ cho mình nè, khung chữ đẹp đi. Đó, gõ cho mình khung chữ đẹp nhé, ở trong phần thành phần nhé. Đấy, rồi các bạn sẽ ấn vào cái phần đồ họa này. Ở đây nó có rất là nhiều những hình thù, cái nào mà có vương miện thì sẽ không dùng được, phải tải, phải đăng ký nạp tiền và để dùng Pro thì mới được dùng nhé. Còn cái nào mà không có chữ Pro hình vương miện thì các bạn dùng thoải mái nhé. Ví dụ mình muốn dùng hình này, đây mình chèn lên góc này và các bạn có thể dùng một ngón tay các bạn đẩy đi đẩy lại vào vị trí các bạn mong muốn, giữ tay vào bên bi màu trắng đẩy ra để vào để cho nó nhỏ bớt đi nếu các bạn muốn nhá. Đấy, ví dụ mình để ở đây chẳng hạn. Rồi bây giờ mình nhìn thấy ở dưới nó sẽ có màu, không phải cái nào mình có thể đổi màu theo ý đâu nhá, nhưng cái nào mà các bạn nhìn thấy bên dưới nó có ô màu tức là mình đổi được màu thì các bạn hãy chạm vào đó và đổi màu. Ở đây nó có hai màu, một màu nâu và một màu vàng nhạt thì các bạn sẽ đổi cả hai nếu muốn nhá. Còn có những cái thì có một màu thôi. Bây giờ mình đổi cái màu nâu ngoài trước, mình sẽ ấn vào, sau đó mình sẽ ấn màu vàng này, rồi mình sẽ ấn dấu X để tắt đi này, và mình sẽ ấn vào cái màu thứ hai này, rồi mình chọn sang màu khác cho nó nổi bật, ví dụ màu đỏ chẳng hạn này. Sau đó mình sẽ ấn dấu X đi này, xong rồi mình sẽ ấn dấu X để tắt này, ấn dấu X để tắt. Rồi mình sẽ vào phần tên văn bản nhé, vào phần tên văn bản các bạn nhìn thấy không, phần tên văn bản này các bạn hãy vào phần tiêu đề, thêm tiêu đề, ấn vào thêm tiêu đề cho mình, rồi gõ chữ cho mình, ví dụ như là Kim Ngân này, Art này, tức là tranh ấy, ví dụ mình viết như thế để mình giữ bản quyền đó. Rồi mình chạm vào cái chữ này nhé, viết xong mình chạm vào cái chữ này, mình ghi lên đây. Khi mà viết như thế này ấy, để chạm được, để thoát ra được nó, các bạn chạm ra ngoài khoảng không này. Khi mà viết xong các bạn chạm ra ngoài khoảng không này. Đấy, sau đó bạn lại chạm vào cái chữ, chữ nó đang ở đây này. Nhìn thấy vết nó ở đây này. Rồi các bạn giữ tay vào bên bi màu trắng ở góc này. Để cho nó nhỏ lại này, dùng một ngón tay giữ tay và đẩy lên đây này. Đấy, ví dụ như thế, cho ở đây. Sau đó thì các bạn cũng có thể vào phần phông chữ này, đổi kiểu chữ này. Hay là ấn dấu X đi vào phần màu chữ này. Màu chữ nhá. À, phần màu chữ này, màu đây, nó phía này đẩy sang màu chữ này, chọn màu xanh như chẳng hạn này, sau đó ấn dấu X để tắt đi này, màu nào cho nó nổi một chút. Nếu như nhìn nó không nổi thì có một cách để nó nổi là các bạn sẽ đẩy từ phải qua trái vào cái phần có cái chữ hiệu ứng nhá, có cái bút mình lấp lánh này, hiệu ứng nhá, các bạn nhìn thấy không, hiệu ứng này, các bạn chạm vào này, mình rất hay dùng kiểu chữ này và đẩy từ trái sang phải vào cái phần viền cho mình. Rồi chạm lần nữa vào giữa cái viền này, rồi cái ô viền đấy, rồi ở đây nó sẽ có màu và kích thước, cái độ dày. Các bạn hãy kéo cái viên bi này sang bên phải thêm một chút, khoảng đến giữa đi. Rồi các bạn là cho cái viền nó dày lên và chạm cái màu tím, màu xanh này, để đổi nó sang thành màu khác mà các bạn muốn, ví dụ màu trắng. Đó chính là viền của chữ nhé, các bạn nhìn thấy không, nó là viền chữ màu trắng. Đấy, sau đó ấn dấu X đi thì nó sẽ có cái chữ này. Nếu như chữ còn bé thì các bạn giữ tay vào viên bi màu trắng, các bạn kéo cho nó to ra một chút. Đấy, ngoài ra có thể chèn thêm cả số điện thoại các thứ nữa. Vậy là cái bức ảnh của chúng ta đã được chèn tên của chúng ta lên rồi, rất là đơn giản đúng không nào. Và các bạn có thể vào phần thành phần nhé, vào phần thành phần ở dưới chân màn hình này, các bạn có thể gõ là khung chữ hình đám mây này, khung chữ hình đám mây này. Đấy, các bạn nghĩ gì trong đầu các bạn gõ thế, nghĩ gì trong đầu gõ thế. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái
cái có chữ xem tất cả thì ấn vào xem tất cả để được xem tất cả, còn nếu mà nó có sẵn rồi thì cứ kéo lên thôi. Đó, cái nào không có vương miện thì mới dùng được nhá. Còn nếu ai muốn dùng vào lồ thì nạp mỗi tháng 150 nhé. Đấy, ví dụ thế. Rất là xinh. Ví dụ cái này mình thấy rất là đẹp này. Và ở đây nó có ô màu đen và màu trắng, tượng trưng hai màu có ở trên đây, thì mình có thể đổi được màu bằng cách chạm vào màu rồi chọn màu khác nhé các bạn. Sau đó chúng ta lại chèn thông tin vào trong nha. Vậy là xong rồi đấy. Các bạn thấy có đơn giản và đẹp hay không nào? Chúc các bạn thành công nhé. Và nếu như các bạn muốn mình hướng dẫn gì thì comment xuống bên dưới nha. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.